Các bạn thân mến, trong đời sống tinh thần của người Việt, niềm tin tâm linh có vai trò vô cùng quan trọng và là biểu hiện sinh động của văn hóa Việt. Tín ngưỡng không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau và thiệt thòi của số phận, mà còn là nguồn động viên dẫn dắt mỗi kiếp người không ngừng hướng thiện, tu nhân tích đức, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Trong các tín ngưỡng ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ là tín ngưỡng nội sinh mang bản sắc Việt. Trải qua bao thăng trầm và có lúc đã bị cấm đoán, tín ngưỡng vẫn âm thầm được gìn giữ, được thực hành trong một cộng đồng dân tộc. Ngày nay, tín ngưỡng ấy đã trở thành một trong những biểu tượng của văn hóa Việt và đặc biệt hơn là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó, những người trực tiếp thực hành tín ngưỡng, những thanh đồng là con cha con mẹ tứ phủ. Hành trình tu đạo của họ cũng thật gian nan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm sự của một con đồng qua video ngay sau đây của An Lạc Từ Tâm. Con dân đất Việt, đầu đầu chẳng là con của mẫu. Nhưng hỡi những người con của mẫu, người sinh dương thế, số hệ tiên cung, căn cao quả nặng, số vất vả, lận đận đủ đường trái ngang. Hãy bình tâm lại, các con của mẫu, sau những trái ngang cuộc đời, cơ hành trả nghiệp, nước mắt chan cơm, người ốm đau bệnh tật, kẻ cơ hàn thị phi, tình duyên đứt đoạn. Các con của mẫu chạy vạy khắp nơi, lạy lục tìm thầy soi xét. Người soi ra, kẻ bói thấy căn số phải trả nghiệp trần. Người phải quy hàng phụng sự tiên cung tiên thánh. Khi cơ đến là lúc phải trả nghiệp. Nghiệp thì từ nhiều đời kiếp gom lại đến khi phải trả. Người thì nghiệp về tình duyên, tình duyên lận đận, yêu ai, thương ai cũng nhanh đến nhanh đi. Yêu hết lòng, nhận lại những tổn thương mất mát. Có người vợ chồng lục đục, dẫn tới đường ai nấy đi. Hiểu ra thì âu cũng là duyên nợ, chỉ đến đó rồi chia ly. Có khi lại là do oan gia trái chủ, duyên âm theo phá vỡ, dẫn tới chia ly, tan vỡ hôn nhân. Có người thì ốm đau bệnh tật, không làm ăn được gì, đi hết bệnh viện này đến thầy thuốc khác, không ra bệnh, tiền mất tật mang, cũng là do oan gia trái chủ, họ đến báo oán mà ra. Có người thì làm ăn đổ vỡ, làm đâu hỏng đó, thua lỗ nợ nần, đến mức lâm vào cảnh khốn cùng. Trải qua nhiều chuyện, rồi bỗng nhiên có những giấc mơ kỳ lạ, có tốt đẹp, có đáng sợ. Nào thì mơ trèo đèo lội suối, mò cua bắt ốc, mơ rắn đuổi rắn cắn, mơ hổ vồ, mơ cá chép, mơ rồng bay, mơ đi lễ đền lễ phủ, mơ thấy vị thánh về dạy âm, về múa hát, làm lễ cúng bái. Mơ được báo về những điều sắp xảy ra, về bản thân hay những người xung quanh trong gia đình. Hay bỗng nhiên có thể soi bói cho người khác. Việc có thể soi bói thì hầu hết những ai có căn số nặng trong thời gian cơ hành đều có khả năng soi được, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Lúc này ta mới đi tìm thầy để soi xét xem bản thân thế nào, lại gặp những điều nêu trên. Chung quy đều là báo căn số, phải ra trả nợ tứ phủ, phải mở phủ trình đồng. Ở đây với bản thân tác giả thì nói là lính của vị thánh này, lính vị thánh kia đúng hơn là căn. Căn là gốc rễ bản thể, nếu dùng từ căn thì khác gì người đó là bản thể sống của vị thánh được soi ra đó. Nếu dùng từ lính của vị thánh thì đúng hơn, và có bóng thánh, ăn lộc các vị thánh khác. Khi gặp những điều khó khăn, trước hết vẫn là kêu cầu tới gia tiên, xin gia tiên gia hộ, dẫn đường chỉ lối. Khi biết đến gia tiên, thì đầu tiên cần quan tâm tới việc thờ cúng ban thờ gia tiên đã trang nghiêm, sạch sẽ, ấm cúng hay chưa. Trên ban thờ gia tiên có 3 điều quan trọng, đó là sáng lên hương thay nước, cặp đèn luôn được thắp sáng. Chỉ khi biết đến kêu cầu tới gia tiên thì khi đó gia tiên mới đi tới các cung các cửa của các vị thánh để gửi tấu sớ xin cho con cháu. Khi được thánh phê chuẩn thì lúc này mới được các vị thánh thủ mệnh của mình chấm lính, cắt cử người để về luyện đồng. Trong thời gian luyện đồng này, vị tam cấp đó sẽ cho các oan gia trái chủ, tà quỷ có oán nghiệp từ các kiếp về để hành xác. Nhiệm vụ của vị tam cấp và gia tiên lúc này là luôn theo sát để kiểm soát việc các oan gia trái chủ tà quỷ hành xác để báo oán. Kiểm soát, không để cho những việc báo oán đó vượt quá giới hạn
dẫn tới ảnh hưởng tính mạng của con đồng. Trải qua một thời gian cho phép các oan gia hành xác, đến lúc cần hóa giải thì sẽ chỉ điểm báo cho xác qua giấc mơ để cho xác biết tìm về với thánh để kêu xin được sám hối hóa giải oan gia. Khi biết tìm về với thánh với tâm thành kính sẽ được cho phép gia tiên và vị tam cấp luyện đồng dẫn đường chỉ lối cho xác tìm thầy. Con đường tìm thầy để soi căn nối quả cũng là một con đường thử thách lòng kiên nhẫn. Tốt phúc và tâm sửa đổi tốt thì gặp được thầy soi căn nối quả sớm. Không thì cũng phải đi dăm bảy thầy mới tìm được thầy để soi ra bói thấy. Có khi là thời gian cho phép các oan gia hành xác chưa hết, chưa đến lúc cho gặp được thầy để hóa giải oan gia thì sẽ bị vị tam cấp che đi, không cho soi ra. Hay nghiệp còn nặng, chưa đủ ngày tháng để hóa giải thì cho gặp thầy làm tiền, thầy không đủ duyên để hóa giải nghiệp, nên dẫn tới việc trình đồng mở phủ bị lỗi, dẫn tới mất tiền mất bạc mà bệnh tật ốm đau vẫn không tốt lên, hay việc ốp nhập vẫn không thay đổi. Trong thời gian cơ hành thì nhiều bạn sẽ có những khả năng dị biệt như soi được âm, nhìn thấy được cõi vô hình, thấy được vong linh, tà quỷ hay các thánh Phật, Bồ Tát, hay có thể soi được rõ căn duyên, nghiệp kiếp của người khác. Thời gian cơ hành cũng là lúc nhà thánh cho đi học âm và làm việc âm, được cấp ấn lệnh, được dạy về soi âm, dạy về chấn đất trục tà, được báo về việc mở phủ hay đến những việc lập điện thờ thánh. Đây cũng là thời gian dễ làm cho xác đồng bị loạn tâm. Có bạn thì sẽ lo sợ về những giấc mơ hay những khả năng dị biệt của mình, nhưng lại có những bạn sẽ bị những ham muốn ảo vọng về khả năng của mình rồi dẫn tới sự ham muốn khả năng dị biệt đó. Lúc này thích thể hiện bản thân hơn sau những gì lo sợ đã trải qua. Lúc này vì ham khả năng dị biệt và ham danh nên sẽ thể hiện bản thân nhiều hơn, ảo tưởng về khả năng bản thân nên đi soi cho người khác, đi giải âm giải vong hay đi sát quỷ trừ tà. Đâu hiểu được tất cả chỉ là ảo vọng, viễn cảnh do tâm dẫn tới, rồi lạm quyền lạm phép với thánh, dẫn tới thánh tha ma nhập, không may đi lầm đường lạc lối thì hối hận cũng chẳng kịp. Con đường tìm thầy soi căn nối quả cũng lắm gian nan và những điều thiếu hiểu biết về thánh tích của thánh, quyền phép của thánh, dẫn tới tìm gặp những thầy không đúng mệnh để kéo cầu mở phủ, đặng được thông bốn phủ, dẫn tới mở phủ lỗi, nên tiền bỏ ra mà việc không thành. Trong phép thánh sẽ không nói là mệnh cao mệnh thấp, bởi mỗi vị thánh quyền phép khác nhau. Đồng ra mở phủ trả nợ để yên mệnh, xin lộc dương, kinh doanh buôn bán thì tìm thầy lính ghế các vị thánh cho lộc buôn bán. Thường lính ghế các thánh cô thánh cậu sẽ có rất nhiều lộc về buôn bán. Các thầy ngoài lo việc thánh còn kinh doanh buôn bán rất đặng, nên tìm tới các thầy này mở phủ thì sẽ được tốt hơn. Thầy đỡ được bóng cho đồng con, xin được lộc buôn bán của đồng thầy. Đồng có lộc soi căn nối quả, trong thời gian cơ đồng được học soi, học bói bài, quả cau lá trầu, soi bát nước, que hương, lá cây, thì tìm các đồng thầy được ăn lộc soi lộc bói, ấn tiến của các bà chúa mở phủ ngả quạt bói cho thì sẽ đặng hơn. Đồng làm pháp, thời gian cơ đồng được học và sát quỷ trừ tà, giải vong chấn đất, phù chú thì nên tìm đồng thầy kiêm chi đôi nước mở phủ sẽ đặng và được thầy dẫn trình truyền đạo truyền pháp cho. Tuy vậy, tư tưởng là muốn chọn thầy, nhưng tìm được thầy như thế nào nhiều khi còn do duyên do phúc và do chính cả nhận thức hiểu biết của bản thân mình. Trước khi quyết tâm nguyện ra cắt tóc làm tôi, nối đời làm con, thờ phụng tiên thánh thì nên làm các việc sau. Một là tôn nhang bản mệnh. Việc tôn nhang bản mệnh rất quan trọng. Tôn nhang là để gia trình quan cai đầu đồng, chầu cai thủ mệnh, còn xin được trình diện và quy hàng nương bóng nhà thánh để đồng thầy kêu xin với nhà ngài, xin cho con đồng được yên mệnh, được nương tựa vào sự gia hộ của nhà ngài để đỡ ốm đau bệnh tật, xin lộc dương được thuận để làm ăn có ngân có xuyến. Hai là trả nợ tào quan. Ai sinh ra cũng có nợ từ nhiều kiếp, mỗi tuổi thì sẽ tra ra nợ bao nhiêu cuốn kinh, bao nhiêu kim ngân tiền vàng. Nghi lễ này chỉ có bên tứ phủ. Ba là hóa giải oan gia trái chủ, tà quỷ duyên âm. Làm như vậy để khi ra trình đồng mở phủ,
thân tâm được thanh sạch, khi hầu được thánh ứng bóng giáng ly giáng lai, được đặng quả phúc. Nếu không, khi lên hầu thánh, bị tà ma ốp nhập, lúc này là hầu ma quỷ, chứ không phải là hầu thánh nữa. Ba việc trên cần làm trước khi ra trình đồng mở phủ một thời gian. Tôn nhang giống như mang một hạt mầm ra gieo hạt giống vậy. Ở đây là quy hàng Phật Thánh. Trả nợ tảo quan giống như tưới nước bón phân, vun gốc cho cây lớn lên. Giải oan gia trái chủ, tà quỷ giống như loại bỏ sâu hại, đục thân ăn lá cho cây vậy. Đến ngày đến giờ thì cây ra hoa, quả sẽ chín. Lúc này là lúc được ra tiên, được các thánh báo cho ngày giờ ra mở phủ. Canh đàn mở phủ thì tùy lễ và theo đồng thầy mà ngân xuyến nhiều hay ít. Trong canh đàn, khi đồng thầy sang khăn xẻ bóng cho đồng con, thì đến mỗi giá hầu vị thánh nào, đồng thầy lên kêu thay lạy đỡ cho đồng con và chỉ dẫn đồng con sang tai lai lời. Lúc này là lúc đồng thầy bắt cầu cho đồng con với chư thánh, kêu giúp đồng con được thông với bốn phủ. Khi đồng con bắt ghế hầu thánh, đến giá vị thánh nào, đồng con hầu mà còn tuổi bóng, đồng thầy sẽ làm sớ dâng ngay kim ngân lên vị thánh đó và xin sám hối, xin thánh buông tha cơ đồng cho đồng con. Chỉ khi được đồng thầy sám hối kêu với thánh tha cho đồng con thì canh đàn mở phủ mới đặng. Đồng thầy không giúp cho đồng con ngay lúc đó mà vẫn để hầu và cho xe giá thì thánh vẫn còn chấp đồng, chưa buông cho đồng con. Thì sau khi mở phủ xong, đồng con vẫn còn bị cơ vì chưa được thông hết bốn phủ, dẫn tới lỗi đồng xoay khăn. Sau khi mở phủ xong, đồng con yên căn yên mệnh, sức khỏe sắc diện tốt lên mới thực sự thuận lợi hơn. Sau khi trình đồng mở phủ, thầy sẽ dẫn con đồng đi trình. Trình trầu, trình khăn áo về cửa cha cửa mẹ, về cửa thánh thủ mệnh chấm lính, xin lập dương tới ngày tạ bách nhật. Đồng con trong thời gian 3 năm thử lính thì xin lập dương kinh doanh buôn bán, công việc thuận lợi, mọi sự hanh thông. Theo đồng thầy, học các lễ nghi, lễ bái gia tiên, lễ tiền thánh. Thời gian 3 năm là thời gian tu tâm sửa tính, sửa nét. Sửa tính từ người nóng nảy bộc chộp, bốc đồng thì sửa cho ôn hòa lại, gần gũi quan tâm tới người thân, mọi người xung quanh hơn, làm thiện phóng sinh. Sửa nét từ người ăn không trông nổi, ngồi không trông hướng, buông thả thì sửa cho tốt hơn, không nói tục chửi bậy, nói lời cay nghiệt, xúc xiển người khác. Thời gian thử lính 3 năm là thời gian để đồng tu sửa. Trong thời gian này sẽ có người vẫn phải học âm và học rất nhiều những bài khảo tra của gia tiên, của chư thánh rất nhiều. Thời gian này kêu xin tới gia tiên, xin hưởng âm phúc gia tiên, sự che chở gia hộ của thánh để xin có ngân có xuyến đến ngày tạ tam niên. Thời gian 3 năm thử lính, đồng còn chấp táp theo đồng thầy để đi lễ thánh những ngày tiệc hay ngày rằm mùng 1, về đền về điện lễ thánh, không nhất thiết phải bắt ghế hầu. Nếu kinh tế có khá giả thì xin phép đồng thầy hầu dẫn trình cho để hầu tạ hồng ân của gia tiên, của tiên thánh. Sau tạ tam niên là thời gian 9 năm thử đồng. Phép thánh thì cho muôn kiểu, người lộc dương thì buôn may bán đắt, người lộc âm thì quyền phép giỏi hơn, soi tốt, ấn khuyết ấn lệnh được cấp, được dạy cho làm việc. Và trong thời gian này cũng sẽ liên tục được thử tâm, như báo lập điện, báo làm việc âm. Báo lập điện thì xin sám hối, cho con xin nương nhờ điện đồng thầy hay cửa đền đồng thầy, con xin chấp táp. Vì lập điện thì dễ mà giữ lễ mới khó. Nếu có thể nhất một lòng phụng sự thì mới nên lập điện thời gian này. Còn bằng không, xin sám hối cho con được tu tập tiếp. Trong thời gian thử đồng này, sợ nhất là báo ra mở phủ trình đồng cho người khác. Khi tu chưa đặng, hồng trần chưa thấu, nghiệp chưa hết mà ra mở phủ để gánh thêm nghiệp của người khác. Nhiều người thời gian thử lính này dễ bị ảo tưởng, bị thử thách, luôn nghĩ bản thân đã đủ phép để ra mở phủ cho người khác. Nhưng nên nhớ rằng lộc thánh có gai. Trong thời gian 9 năm thử đồng thì vẫn được làm việc như soi bói, làm lễ cúng bái nhẹ, đi lễ dâng sớ kêu cầu cho bách gia. Những việc hệ trọng khi soi ra bói thấy cho bách gia mà khả năng mình chưa lo được thì nên bắt cầu duyên đến thầy của mình để thầy làm lễ thay. Như vậy mới tính được công mà không phải gánh nghiệp của bách gia, tu được trọn đạo. Sau 9 năm thử lính là đến lễ tạ 12 năm đồng.
đồng hưởng lộc dương thì sớ trạc đàn lễ sẽ là tín thảo mừng đồng và pháp sư đồng thầy làm sắc thanh đồng để khi bắc ghế hậu thánh về chứng cho là thanh đồng. Đồng làm việc âm và số mệnh tôn cấp lập thờ, lập điện nối đền thì sẽ làm sớ trạc. Công khanh kế tục, nhiều người khi làm lễ mừng 12 niên đồng này, thầy làm sớ trạc thăng quan tiến chức, cũng vì sớ này mà lộc âm cũng chỉ được vài năm, bởi vì quan nhất thời, dân vạn đại. Làm quan thì có thời gian, có nhiệm kỳ, hết thời gian nhiệm kỳ sẽ về hưu, nên lộc âm đang làm việc tốt, bỗng dưng bị ngắt là do vậy. Còn dâng sớ trạc, công khanh kế tục thì cứ phụng sự làm việc mãi đến khi mãn triều xế bóng, như con cháu kế tục lại sự nghiệp của cha ông để lại, thì đến khi nào chết mới dừng, cứ thế phụng sự tiên cung tiên thánh. Nhân duyên được ngồi học, được nghe những chia sẻ quý báu của các đồng cựu ra mở phủ hầu hạ dạ vâng tiên thánh, những năm còn ngăn sông cấm chợ, việc hầu thánh còn phải lén lút, hầu đêm thắp nến, mã tranh, quả nhựa, lễ chỉ miếng đậu đĩa xôi là nhiều để dâng thánh. Các cụ đồng bảo, sợ lắm, việc nhà ngài cắt cử, soi căn nối quả, trình đồng mở phủ cho người khác, toàn phải trốn, sám hối không dám làm. Thời gian 9 năm thử đồng, các cụ đồng sợ lắm khi nhà ngài báo phải mở phủ, hay bách gia tới xin nhờ mở phủ. Các cụ sám hối để xin tu, sau lễ mừng 12 niên đồng mới dám làm. Mà khi làm, cũng sợ nhận mở phủ cho người khác lắm, bởi khi nhận mở phủ cho con đồng, thì một tay nâng quả phúc, một tay hứng quả tội. Tay nâng quả phúc là giúp con đồng thoát khỏi cơ đồng, đứng ra nhận hóa giải oan gia cho con đồng, xe bóng san phúc cho con đồng. Tay hứng quả tội là hứng oán nghiệp của oan gia có lỗi với ông thánh khi ông thánh đang cơ luyện đồng mà lại đứng ra xin cho con đồng. Cho nên các cụ rất sợ, không như thời bây giờ chưa tạ tam niên cũng xưng đồng thầy ra mở phủ cho người khác. Con đường tìm về với mẫu rất khó khăn, gian nan và nhiều thử thách. Trên con đường tu tập sửa đổi ấy luôn có gia tiên theo sát bồi phúc. Cho nên để tìm về với mẫu, việc đầu tiên cần phải làm là chăm tốt cái gốc của cây gia tiên, chăm tốt hương khói phụng thờ gia tiên, rồi mới đến phụng sự tiên thánh. Hầu như 90% những người bị cơ đồng đều bị người thân quay lưng, nên các bạn cần nỗ lực hơn, cố gắng tĩnh tâm hơn để tu sửa mình. Đạo cao thì ma khảo, bản thân càng có năng lực thì càng bị khảo đảo nhiều. Sau cuối, chúc tất cả người con đang tìm về với mẫu đều tu tập tinh tấn. Các bạn vừa lắng nghe những lời chia sẻ, tâm sự hết sức chân thành về nỗi lòng, trải nghiệm của một thanh đồng theo tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ đang trên hành trình tu tập, tìm về cội nguồn, tìm về với mẫu mẹ. Có thể có đúng, có sai, có điều chưa thấu tỏ, nhưng trên hết là tinh thần học hỏi, là cái tâm hướng đạo, mong muốn tu sửa, hoàn thiện mỗi ngày. Chúc các thanh đồng ngày một vững tâm hơn trên con đường tu tập, đầy gian nan nhưng không hề cô độc. Bởi khi nào bạn vẫn còn giữ cho mình được cái tâm trong sáng, cái tâm hướng thiện, thì khi ấy vẫn luôn có sự trở che, chỉ đường của những đấng linh thiêng.